14 loại hoa nên thắp hương vào ngày mùng 1 để may mắn cả tháng, tiền bạc ùn ùn kéo tới. Vâng, hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, theo quan niệm dân gian thì mùng 1 và ngày rằm là hai thời điểm quan trọng để thắp hương dâng lễ lên bàn thờ thần linh, gia tiên. Trước hết, đó là tỏ lòng thành kính và sau là cầu mong các vị sẽ phù hộ cho gia đạo an khang, may mắn. Với ý niệm ra hoa kết quả thì hoa là một thứ không thể thiếu trên bàn thờ trong những ngày này. Biểu trưng cho những gì thiêng liêng và đẹp đẽ nhất. Nhưng quý vị có tin rằng việc chọn đúng hoa để thắp hương sẽ có thể khiến thần tài gõ cửa bình an và may mắn vây quanh gia đình hay không ạ? Còn nếu chọn sai loại hoa thì có thể bạn sẽ phải hối tiếc vì đã phạm phải những sai lầm quá lớn. Hãy theo dõi video này dưới đây của chúng tôi để có thể tìm hiểu về vấn đề này quý vị nhé! Ngày mùng 1, nên thắp hương hoa gì để phúc lộc ùn ùn kéo tới, may mắn cả tháng? Theo tục lệ thờ cúng của người Việt thì bên cạnh khói nhang, mâm lễ mặn hoặc ngọt thì tùy theo quan niệm của từng gia đình, chén nước, chén trà thì một bình hoa đẹp cũng là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nên đặt hoa gì lên bàn thờ để mang lại may mắn tài lộc, sức khỏe cho gia đình. Mỗi vùng sẽ có những quan niệm khác nhau về việc lựa chọn hoa để dâng lên bàn thờ. Nhưng nhìn chung, có một số loại hoa được cho là phù hợp để thờ cúng. Một số loại hoa lại được kiêng kỵ vì tên hoa, sự tích loài hoa hoặc là mùi hương của loài hoa ấy không mang ý nghĩa tốt lành. Thường thì hoa thắp hương, ngày rằm, mùng 1 không nên kết hợp quá nhiều loại vì sẽ làm giảm đi ý nghĩa mà mất đi sự thanh thoát khi đặt trên bàn thờ. Ngoài ra thì hoa dâng lên bàn thờ Phật và hoa dâng lên bàn thờ gia tiên cũng khác nhau. Các gia đình cần phải đặc biệt lưu ý. 1. Hoa dâng Phật. Khi đi lễ chùa hoặc trong nhà có bàn thờ Phật thì cần phải nhất chữ tâm và chữ tịnh. Hoa mẫu đơn hoặc hoa sen là những loại phù hợp nhất để dâng lên bàn thờ Phật. Ngoài ra, cũng có thể chọn các loài hoa có màu vàng, đỏ, những màu sắc tượng trưng cho nhà Phật. Hoa sen. Trong Phật giáo, hoa sen đại diện cho sự thanh tịnh và giác ngộ. Trong cống nhiễm mà không ô nhiễm, ở trần mà không nhiễm trần. Hoa sen trong phong thủy tượng trưng cho sự thanh cao thoát tục và hoàn mỹ, vì sống trong bùn nhưng không hề bị ảnh hưởng. Hoa sen giúp con người có thể tịnh tâm, làm cho không gian trong nhà trở nên ấm áp, yên bình hơn. Với ý nghĩa thanh lọc, hoa sen sẽ giúp điều hòa khí vượng, tăng cường năng lượng tốt và ngăn chặn những điều xấu giúp cho gia chủ tránh ưu phiền để tâm tĩnh và an hưởng hạnh phúc. Hoa mẫu đơn. Theo phong thủy, mẫu đơn là loài hoa vương giả sang trọng và đại diện cho sự giàu có, thịnh vượng và sắc đẹp. Trong các vật phong thủy, hoa mẫu đơn được gọi là vật tầm tượng trưng cho phú quý, tình duyên. 2. Hoa dâng cho gia tiên. Loại hoa đặt trên bàn thờ gia tiên cũng lưu ý không nên chọn quá nhiều loại hoa vì sẽ mất đi tính thẩm mỹ, màu sắc lòe loẹt, gây rối mắt. Theo truyền thống thì các loại hoa như hoa hồng, hoa cúc đều rất thích hợp cho các dịp ngày rằm và mùng 1. Hoa cúc. Theo phong thủy, hoa cúc là biểu tượng của sự sống, tăng thêm phúc lộc tuổi thọ cũng như sự hoan hỷ đến nhà. Ngoài ra, hoa cúc trắng còn là loài hoa biểu tượng cho sự duyên dáng và lòng hào hiệp. Hoa hồng. Hoa hồng không những là biểu tượng của tình yêu giữ lửa hạnh phúc trong gia đình mà còn đem lại may mắn lâu dài cho gia chủ. Thân cây hoa hồng nhiều gai còn xua đuổi được tà khí xâm nhập. Lưu ý, chỉ nên chọn hoa hồng đỏ son, đỏ thẫm, tránh hồng phai hoặc là các cánh có màu sắc khác. Ngoài ra, hoa hồng tỉ muội cũng được rất nhiều người sử dụng và cắm bàn thờ ngày Tết. Những lọ hoa đơn giản với màu tươi tắn nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Hồng tỉ muội với nhiều nụ và hoa cũng chính là biểu tượng cho sự may mắn tốt lành đến với mọi nhà. Hoa huệ tai trắng. Với vẻ ngoài tao nhã, hoa huệ đại diện cho lòng trung thành, sự tái sinh và tinh khiết. Có nhiều người quan niệm hoa trắng không nên bày trên bàn thờ. Tuy nhiên, hoa huệ mang vẻ đẹp trong trắng, ngay thẳng, cùng với nhiều nụ hoa nhỏ vây quanh nên tượng trưng cho sự no đủ và sung túc. Với loài hoa thanh tao này, chắc chắn bề trên sẽ phù hộ cho gia đình của bạn nhiều tài lộc trong năm mới. Hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền rất được ưa chuộng tại các nước Đông Nam Á vì theo quan niệm của người Sa Vàng, chúng sẽ mang lại ước vọng về những ngày tháng thịnh vượng và tài lộc như tiền vào, như nước. Ngoài ra,
loài hoa này còn biểu tượng cho sức khỏe, tuổi thọ cho cả gia đình. Hoa lay ơn. Hoa lay ơn hay tên gọi khác là hoa kiếm lan. Đây là loại hoa được nhiều người yêu thích và tươi lâu. Bạn có thể cắm và trưng trên bàn thờ chào đón năm mới với nhiều kiểu khác nhau cùng với sự sáng tạo đẹp nhất. Lay ơn mang ý nghĩa của tình cảm ấm áp và hạnh phúc. Bên cạnh các loài hoa nên dùng để thắp hương khi dâng gia tiên, kính Phật thì có một số loại hoa mà gia chủ tuyệt đối không nên sử dụng đặt lên bàn thờ trong ngày mùng 1 để tránh chuốc vào sự xui xẻo không đáng có. Đầu tiên phải kể đến đó là hoa nhài. Là biểu tượng trong sạch tinh khiết, nhưng trong dân gian, đây là loại hoa gắn với câu nói không tốt đẹp hay nghịch cảnh. Ví dụ, hoa nhài cắm bãi phân trâu. Hoa cúc vạn thọ. Người miền Trung chuộng hoa cúc vạn thọ vì dễ trồng, dễ sống, có màu vàng tươi tắn, tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng. Nhưng Hà Nội, Sài Gòn và nhiều địa phương lại không đưa lên bàn thờ vì hoa này có mùi hôi. Hoa ly. Loài hoa này có màu sắc rực rỡ, hương thơm nồng nàn nên không nên dâng lễ Phật. Nhưng có thể dâng lên gia tiên và nơi thờ thánh thần ở nhà, nhất là nơi thờ thánh mẫu. Một số người kiêng dùng hoa ly vì sợ sự ly tán chia ly ở bàn thờ gia tiên. Hoa phong lan. Tuy rằng đây là loài hoa đẹp, bền và được nhiều người mua cắm trên bàn thờ dịp Tết, nhưng không nên dùng để dâng Phật vì có nhiều màu rực rỡ. Chữ phong gần nghĩa với chữ phong tình, phóng túng. Hoa phù dung. Đây là loài hoa có một cái tên rất đẹp nhưng lại mau tàn và có sự tích không hay nên cũng không được dùng trong việc thờ cúng tổ tiên và đặt lên bàn thờ. Quý vị thân mến, nếu như việc dâng hoa cúng có những hạn chế nhất định trong việc lựa chọn để đảm bảo sự linh thiêng cho bàn thờ, thì việc đặt hoa cảnh vừa giúp tăng tính thẩm mỹ, tạo nên vẻ đẹp và nguồn năng lượng tích cực cho căn nhà của bạn. Gia chủ cũng có những sự lựa chọn thoải mái hơn theo sở thích chứ không còn bị gò bó nữa. Và trong phần tiếp theo của chương trình Phong thủy Gia Cát sẽ bật mí cho các bạn loài hoa đẹp có ý nghĩa sâu sắc giúp cho căn nhà của bạn luôn sống động và tràn đầy sức sống. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Từ lâu thuật phong thủy đã sử dụng các loài hoa với ý nghĩa bổ trợ nguồn khí tốt cho ngôi nhà và gia chủ. Khi xét đến việc trang trí hoa theo phong thủy, vì bạn cần phải chú ý đến loài hoa, màu sắc và số lượng. Và dưới đây sẽ là 6 loài hoa thường được dùng trong phong thủy. 1. Hoa mẫu đơn. Ở nước ngoài, tất cả thường cho rằng một đám cưới hạnh phúc luôn đi kèm với một đóa hoa mẫu đơn. Đó là lý do tại sao những bó hoa mẫu đơn thường được dùng làm hoa cưới. Trong ngôn ngữ loài hoa phương Tây, hoa mẫu đơn biểu tượng cho sự e lệ, thẹn thùng, cho lòng trắc ẩn. Ở Trung Quốc, mẫu đơn thường biểu tượng cho sự giàu có, thịnh vượng và sắc đẹp. Xa xưa, chỉ có giới quý tộc tại Trung Quốc mới được sở hữu loài hoa sang trọng này. Loài hoa này được sử dụng trong phong thủy với ước mong đem đến sự lãng mạn lứa đôi và xua tan mọi bất hòa trong tình yêu. Bạn có thể sử dụng một vài bông mẫu đơn màu hồng để phát huy tác dụng mạnh nhất. 2. Hoa sen. Hoa sen từ trước đến nay luôn là cảm hứng bất diệt cho thi ca và nghệ thuật của người phương Đông lẫn phương Tây. Ở Việt Nam ta, hoa sen cũng thường xuyên đi vào ca dao, trông đầm, gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Hoa sen biểu tượng cho sự hoàn hảo đến tuyệt đối và cho sự lãng mạn quên đi quá khứ. Hoa sen mọc trong bùn nhưng vươn lên khỏi nó để vươn tới ánh sáng mặt trời, nên thường được biểu tượng cho sự thanh khiết, không bị vấy bẩn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chính nhờ vẻ đẹp tinh khiết cùng với hương thơm ngát không vướng bùn, hôi tanh của hoa sen mà loài hoa này rất được ưa dùng trong phong thủy. Theo Đông y, tất cả thành phần của sen từ rễ đến cánh hoa đều có tác dụng chữa bệnh. Do đó phong thủy sử dụng hoa sen với ý nghĩa mang đến cho gia chủ sức khỏe dồi dào, lành mạnh, không bệnh tật và tạo ra sự hài hòa sang trọng cho ngôi nhà. 3. Hoa thủy tiên. Đây là loài hoa có màu vàng hoặc màu trắng, rực rỡ như ánh nắng mặt trời và nó biểu tượng cho một tình yêu không được đáp lại. Nó cũng biểu trưng cho sự hư ảo và lòng tự trọng. Cái tên của hoa thủy tiên bắt nguồn từ một câu chuyện thần thoại Hy Lạp. Đó là câu chuyện về chàng trai Narciso có vẻ đẹp tuyệt trần nhưng lại kiêu ngạo không yêu ai khác ngoài bản thân mình. Chính vì vậy, chàng đã phải trả giá cho bản tính kiêu căng ấy. Một hôm sau khi đi săn bắn,
Narcissu cúi mình xuống dòng nước hồ để soi gương mặt của mình. Nhưng chàng lại phải lòng chính khuôn mặt yêu kiều của bản thân. Ngày lại ngày, chàng mải mê soi khuôn mặt được phản chiếu dưới hồ nước mà quên ăn, quên ngủ. Và rồi đến một ngày, chàng gục ra bãi cỏ ở cạnh đó. Từ xác chàng mọc lên những bông hoa rất thơm, được gọi là loài hoa thủy tiên. Nếu bạn đang gặp phải những rắc rối liên quan đến công việc, sự nghiệp, thì hãy đặt bên cạnh mình một bình hoa thủy tiên trắng tinh khiết. Loài hoa này vốn được phong thủy sử dụng nhằm mang đến những nguồn năng lượng bổ trợ cho tài năng, nghề nghiệp, sự chuyên nghiệp và làm khơi dậy tiềm năng bẩm sinh của con người. Ngoài ra, thủy tiên còn là liều thuốc tự nhiên thúc đẩy sự sáng tạo của con người và giúp ta có thể giải quyết những vấn đề hóc búa trong công việc hàng ngày. So với thủy tiên vàng thì thủy tiên trắng có nhiều tác dụng và được sử dụng nhiều hơn. 4. Hoa cúc. Trong phong thủy, hoa cúc biểu trưng cho một cuộc sống thanh bình, cân bằng với màu của ánh nắng mặt trời chói chang. Hoa cúc mang trong mình nguồn năng lượng dương mạnh mẽ, vì thế nó thường được sử dụng để thu hút sự may mắn cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Hoa cúc được bao quanh bởi rất nhiều câu chuyện, hầu hết trong số đó đều nói hoa cúc tượng trưng cho niềm vui, sự hoàn hảo và tinh thần lạc quan. Hoa cúc là quốc hoa của Chicago, là loài hoa đại diện cho những người sinh tháng 11 và là loài hoa cho lễ kỷ niệm 13 năm ngày cưới. Ở Nhật, còn vinh danh hoa cúc mỗi năm tại lễ hội hạnh phúc. Người Nhật tin rằng nếu bạn đặt một cánh hoa cúc đơn dưới ly rượu thì nó sẽ đem lại cho bạn một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. 5. Hoa phong lan. Loài hoa mang vẻ đẹp kiều diễm cùng với hương thơm vô cùng sang trọng và quý phái này từ lâu vốn là biểu tượng trong phong thủy cổ điển của sự sinh sôi nảy nở. Ở hoa phong lan, con người luôn cảm nhận được nguồn năng lượng dạt dào của tự nhiên thúc đẩy chúng ta tìm kiếm sự hoàn hảo, tròn đầy. Nét phong phú đa dạng hoàn hảo trong từng loài hoa phong lan, mùi hương tinh khiết cùng với vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho loài hoa này giúp cho ngôi nhà sang trọng hơn. Mỗi màu hoa phong lan lại tượng trưng cho một ý nghĩa khác nhau. Hoa phong lan màu xanh biểu tượng cho tâm linh và thiền định. Hoa phong lan trắng đại diện cho sự ngây thơ, vẻ đẹp sang trọng. Hoa phong lan màu hồng tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc và sự thuần khiết. Đây cũng là loài hoa được tặng trong các lễ kỷ niệm ngày cưới. Hoa phong lan vàng đại diện cho tình bằng hữu và sự khởi đầu mới. Loại hoa này hay được tặng giữa những người bạn thân với nhau. 6. Hoa hải đường. Theo quan niệm của người xưa, chữ đường trong hoa hải đường mang hàm ý là một ngôi nhà lớn. Chính vì thế, đây là loài hoa thể hiện cho sự giàu sang và phú quý, nên việc lựa chọn hoa hải đường trưng trong nhà quả thực rất phù hợp. Hoa hải đường cam mang vẻ lãng mạn, tình yêu nồng nhiệt, vàng thể hiện cho hạnh phúc viên mãn và đỏ tượng trưng cho may mắn giàu có. Ngược lại, hoa trắng lại có ý nghĩa tinh khiết, kiêu sa. Sở hữu loài hoa này sẽ khiến cho người mệnh hỏa tăng thêm năng lượng tốt như chính ý nghĩa của loài hoa này mang lại. 7. Hoa đào. Hoa đào không đẹp một cách rực rỡ như hoa hồng mà lại có vẻ đẹp khiêm nhường, đằm thắm nhưng lại rất đi vào lòng người. Sự tươi mới, sự khởi đầu, giáo dục, nét ngây thơ, thuần khiết và vẻ đẹp của người phụ nữ, đó chính là ý nghĩa cơ bản của hoa đào. Những cành hoa đào nở rộ được sử dụng nhằm mang lại nguồn năng lượng cho sự khởi đầu mới, một cảm giác tươi mới, tinh khiết và ngây thơ. Hoa đào rất được ưa chuộng trong phong thủy. Những cành đào tươi thắm được cắm trong nhà dịp Tết đến xuân sang, đem lại cảm giác tươi vui cho căn nhà và gia chủ. Thưa quý vị, hy vọng rằng những thông tin mà Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị ở trên sẽ giúp ích cho quý vị trong việc lựa chọn hoa để thờ cúng vào những dịp quan trọng, hoặc đơn giản hơn đó là chọn những loài hoa đẹp và có ý nghĩa để trang trí trong nhà. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.